Sau đây là kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 18 tháng 4 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 64. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 807. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3078, 6531, 5101. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1003. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 72415, 48655, 84171, 65699, 14118, 82030, 35618. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 47089, 26564. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70113. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74485. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 99864. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 99864.